Năm ngoái mình cũng có đi đây một lần, 4 giờ mở cửa đây này, giờ này cũng gần gần 4 giờ rồi, tới 11 giờ đêm. Chợ chơi thôi, bên kia là cổng lắp vô. Vô, phải bắt đầu đi ngon ngon chút thử coi. Anh em có mát hả? Mấy cái nhìn đi anh đi vòng vòng chứ. Cái chợ đêm mà tụi mình tính đi á, là nó nằm ở hướng bên kia kìa, tại vì 4 giờ nó mới mở cửa, còn tới hơn 20 phút nữa, bây giờ tụi mình ghé đây chơi một chút rồi. Chợ đêm thì mình vô đậu xe hết 10 đồng, mua vé thì hết 5 đồng, 90 sen nữa. Thành ra tụi mình mua online để mình vô khỏi phải xếp hàng vô thẳng luôn cho đỡ mệt. Lo mất tiền. Cái gì? Mình có nhớ là anh tự bowling. Này là biển không à? Cái này thành phố biển là thành nhà máy ra chỗ phến mấy cái vỏ sò và linh tung nhiều. Thân biết. Bye bye.
mới ra ngục bên lên nay, hôm nay mặc 70% off hả? Bây giờ dám ăn cá đeo hả? Ăn đeo. Ừ, mày đi hết vòng rồi, vâng. Đi cử dưới mình quẹo thôi, hay ra quẹo đây cũng được, giống chợ Bến Thành quá trời. Ba đồng giống chợ Bến Thành vậy đó. Tiền á, tờ đồng phải bỏ 3 đồng cho mua tờ tiền đồng dỗm. Giống Washington DC. Ta đi dưới đây, đây kẹt nè.
Cái này nó bán coi như là toàn là đồ của biển không à, không đủ mọi thứ. Rồi thấy mình ngồi thấy cái bảng là thanh tin bis hợp hợp đó. Lên mây quá trời. Sandwich kìa. Ừ, nhưng mà mình phải lướt sơ thôi các bạn, chứ mình mua sớm quá rồi.
Korean BBQ và squid và taco và sushi. À, mấy món sambo. Bà xã mình đứng chờ mua con mực chiên, mình đi một chút mình quay cho mọi người xem. Tại bây giờ là khoảng 4:20, chờ còn nắng mà các bạn thấy hành khách đó vô cũng thưa thớt thôi, mà là khoảng độ 6 giờ tối cho đến 11 đêm khách đi vô đông khủng khiếp luôn á. Thì mình biết như vậy mình đi sớm. Nếu mà các bạn đi chán mà các bạn đứng mà chờ, thứ nhất mua vé vô cổng, thứ hai xếp hàng cổng, và thứ ba đứng mà xếp hàng mua mấy đồ ăn này cả một ăn cả nửa tiếng mới có đồ ăn nữa nha. Nước. Thì ra ăn đại thác nước cũng chết.
chạy ra mua cái bình hot baby á. Cái này nhiều quá. Cho em bé đi bỏ rồi á. Mua đó. Con mực á, 22 đồng. Giờ đi ra khách sạn một chút rồi cho nó tiêu tiêu cái gì. Quay cho cả nhà con còn có cái món ăn đặc biệt không?
Costa Con, Island Sweet, Island. Oh. Mấy này mà mấy cái food truck nè, quá trời luôn à. Ice cream nè, wow. Ừ, nhưng mà không có bụng ăn đâu. Protein filet mignon này bán thịt bò. Cũng mắc quá, mấy đồng. Mấy đồng như sau đây mà không biết bao nhiêu ao nữa. Vì khi thuê chọn nó mắc. Ừ. Yeah, đông. Ice cream nữa nè. Có một tiệm hồi nãy nó bên dãy bên kia nó bán cái gì mà xếp hàng dài ngoằng luôn. Hội chợ. Đây, mấy cái game nhỏ nhỏ cho mấy cái này là ế nhất. Ừ. Ta tới đây là chủ yếu ăn nhiều. Chứ đâu ai chơi cái này. Giống hồi chợ nhớ hồi nhỏ mình hay chơi trong mấy đồ chợ tết á. Ném vòng mấy cái chai. Mấy chai nước. Mình đi xuống dưới, xong cái mình vòng được à. Cái này nhảy vô đây bán giống ở ngoài kia. Đông quá, nhiều món đông quá trời. Bây giờ mới bắt đầu, chút nữa còn đông khiếp nữa. Ừ.
Tại vì nay mắc kẹt mà mình đi mới là afternoon mắc kẹt, 3:30 đã chui vô. Coi cái gì là lạ trước. Quay gu bếp à. Quay gu tiệc. Kìa rau mẹ nhà món ăn của má này à. Món ăn chưa hay chút nữa. Chắc không phải rồi. Cái này bun mà. Cái này là bánh sandwich rồi. Giờ thì quạt rồi. Hả? Bắt đầu dưới đây rồi. Bang bang nước đồ rồi. Chắc bang bang nước đồ á. Anh ấy scan cái barcode kìa, coi cái menu của nó. Ồ, cái đó không phải. Không phải là... Chắc bên đây nè. Đông quá trời, à. Chili cucumber. Đâm liền. Bánh bao điểm sắm. Tôm sắp giờ. Bacon wrap, bacon hot dog, bacon wrap, hot dog. Korean fried chicken.
cái gì vô. Thank you.
papaya salad, cỏ đu đủ à. Của Lào. Chứ không phải của Thi Thi vậy. Hình như mày ở đây á là họ đâu dám bỏ ba khía vô. Nó bỏ cái mắm. Ừ. Nó bỏ cái mắm à. Thì mới đúng là giống là night market à. Mà thấy nó còn nắng quá. Nhưng mà nãy thì nó vắng, bây giờ thì nó đông quá trời. Khối nó còn đông bạo nữa. Đâu mấy cái chỗ mà ăn á, đứng xếp hàng không à.
gì đông quá trời. Để thấy cái like không? Nhồng. I gotta get to it.